Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và mong muốn đồng hành cùng với tỉnh làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bạc Liêu đã có những hoạt động thiết thực cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Đến nay, tổng số tiền mà Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bạc Liêu nhận hỗ trợ và cán bộ viên chức của đơn vị đóng góp để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được 450 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội các tỉnh bạn ủng hộ trên 300 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tiền ủng hộ của Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội 200 triệu đồng để đảm bảo số tiền được sử dụng kịp thời, đúng mục đích, hiệu quả và được ưu tiên điều tiết đến tuyến đầu phòng chống dịch, Ban Giám đốc chi nhánh đã cùng với đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đến trao quà và tiền ủng hộ cho 13 đơn vị gồm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn phòng chống dịch COVID-19, các điểm cách ly tập trung. Đối với số tiền ủng hộ của Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội các tỉnh gửi hỗ trợ là 105 triệu đồng, đơn vị đã chuyển xuống các công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thị xã để chủ động thực hiện việc ủng hộ địa phương. Riêng Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh chuyển trực tiếp đến các công đoàn bộ phận huyện Đông Hải và Phước Long sử dụng. Với số tiền Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bạc Liêu vận động ủng hộ là 145 triệu đồng, cũng được trao cho công đoàn bộ phận các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thị xã, chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện thống nhất nơi trao và sử dụng, cũng như tùy theo điều kiện thực tế và sự cần thiết của địa phương để tập trung giải quyết, như ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 cho các huyện, tặng nhu yếu phẩm cho các khu cách ly tập trung và hộ nghèo, giải cứu hàng hóa nông sản. Và trong cái thời gian sắp tới thì có lẽ là trong rất nhiều cái chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì chúng tôi sẽ quan tâm ngay đến cái chương trình theo cái nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 32 về cho vay đối với người sử dụng lao động trong các cái trường hợp dùng cái tiền vay để trả lương cho người lao động rồi thì ngừng việc rồi thì trả lương để khôi phục sản xuất kinh doanh. Là ngân hàng thực hiện tín dụng chính sách xã hội, cho nên sự quan tâm tình cảm cùng những phần quà của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam của các tỉnh bạn ủng hộ đáng trân trọng, qua đó mang ý nghĩa tinh thần to lớn, là nguồn động viên kịp thời đối với tỉnh Bạc Liêu trong cuộc chiến với đại dịch, góp phần cùng tỉnh ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống xã hội trở lại bình thường, ổn định mọi mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh.